Ngày 17 tháng 9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 4 người về tội cản trở hoặc gây rối với hoạt động của phương tiện điện tử. Các bị can gồm Nguyễn Hoang, 50 tuổi, trú huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu; Nguyễn Văn Đông, 30 tuổi, trú huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu; Nguyễn Tấn Cường, 36 tuổi, trú tỉnh Bình Định; và Dương Thanh Tùng, 33 tuổi, trú Cần Thơ. Theo điều tra ban đầu, trước đó Nguyễn Hoang, Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Tấn Cường đã liên lạc với Dương Thanh Tùng để gửi các thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá do các đối tượng đang điều khiển nhằm mục đích khai thác thủy sản trái phép ở các khu vực bị cấm đánh bắt. Sau khi thỏa thuận xong, Hoang, Đông, Cường điều khiển tàu đến vị trí tàu cá của Tùng, tháo các thiết bị giám sát hành trình trên tàu đưa cho Tùng cất giữ. Đến khi đoàn trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển chủ trì phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiểm tra hành chính, phát hiện tàu cá do Tùng điều khiển đang lưu giữ 6 thiết bị giám sát hành trình tàu cá của Hoang, Đông, Cường đã gửi trước đó. Cơ quan liên quan đã lập biên bản tạm giữ tàu cá và số thiết bị trên, đồng thời bàn giao vụ việc cho Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Ngày 18 tháng 9, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã triệt xóa đường dây ma túy với số lượng trên 6 kg ma túy. Đây là số lượng ma túy bị thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Quảng Ngãi. Trước đó, qua trinh sát, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh phát hiện một số đối tượng cấu kết hình thành đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi tiêu thụ. Thực hiện kế hoạch của Ban chuyên án, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy phối hợp cùng Cảnh sát Giao thông và một số đơn vị nghiệp vụ bắt đối tượng Trần Phước Dương, sinh năm 2001, ngụ xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, đang vận chuyển 6 kg ma túy được giấu tinh vi trong lọ sữa Yến Mạch. Qua đấu tranh đến nay, Trần Phước Dương khai nhận đã vào thành phố Hồ Chí Minh bằng đường hàng không, sau đó gửi địa chỉ cho bên cung cấp đem ma túy tới nơi hẹn. Nhận hàng xong, Dương đón xe đò về Quảng Ngãi. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng. Rạng sáng ngày 17 tháng 9, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Trị bắt khẩn cấp một ổ nhóm chuyên hack Facebook nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi các đối tượng đang ẩn náu tại Tổng Hành Dinh ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Cụ thể, với thủ đoàn hack Facebook để thực hiện hành vi lừa đảo, Cao Văn Hiếu, 28 tuổi và Mai Thanh Quốc, 26 tuổi, đều trú tại huyện Triệu Phong, Quảng Trị, đã lừa hơn 500 nạn nhân chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng. Theo đó, khoảng 3 ngày trước, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận nhiều tin báo của nạn nhân về việc bị các đối tượng tội phạm mạo danh người thân ở nước ngoài nhắn tin, gọi điện dụ dỗ góp tiền làm ăn, sau đó lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Qua xác minh cho thấy thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, nhất là việc tẩu tán tài sản lừa đảo chiếm đoạt được. Vì vậy, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương truy xét đối tượng, ngăn chặn chúng tẩu tán tài sản. Với nỗ lực quyết tâm cao độ, chỉ sau 3 ngày, tung tích nhóm đối tượng đã lộ diện. Các tổ công tác được lệnh triển khai phương án bắt khẩn cấp hai đối tượng, thu nhiều vật chứng phạm tội. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận thủ đoạn hack Facebook rồi nhắn tin cho người thân của nạn nhân, dụ dỗ góp tiền làm ăn và chiếm đoạt. Chúng sử dụng tài khoản game để rửa tiền, tránh việc truy vết theo dòng tiền đã chiếm đoạt được. Từ đầu năm 2024 đến nay, nhóm đối tượng này đã hack 1.000 tài khoản Facebook và chiếm đoạt tài sản của hơn 500 bị hại trên cả nước với số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Trong đó, Phòng Cảnh sát Hình sự đã liên hệ được 3 bị hại ở các tỉnh Sóc Trăng, Kiên Giang và Thừa Thiên Huế với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 440 triệu đồng. Một bị hại ở thành phố Đà Nẵng bị chiếm đoạt 750 triệu đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục tổ chức truy xét các đối tượng có liên quan, phong tỏa các tài khoản ngân hàng, làm rõ nguồn tiền đối tượng chiếm đoạt để phục vụ công tác điều tra. Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng liên tiếp triệt phá hai nhóm đối tượng đều từ Quảng Trị, sử dụng công nghệ cao, lừa đảo bằng thủ đoạn hack Facebook. Trước đó, vào cuối tháng 8 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự bắt 5 đối tượng, 21 tuổi, tới Đà Nẵng, thuê căn hộ sử dụng mạng viễn thông, hack tài khoản Facebook, lừa hơn 400 nạn nhân cả nước, chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Tài xế Trần Xuân Hậu sinh năm 1997, trú ở xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, vừa bị Cục Quản lý Thị trường Thừa Thiên Huế xử phạt vi phạm hành chính do có hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu với số tiền 90 triệu đồng. Trước đó, Trần Xuân Hậu điều khiển xe ô tô đầu kéo đi qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,
Nhận thấy phương tiện này có dấu hiệu vi phạm, chở hàng hóa nhập lậu, nên tổ công tác Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành kiểm tra và phát hiện phương tiện vận tải trên chở theo 44 loại hàng hóa là thực phẩm các loại do nước ngoài sản xuất. Toàn bộ số hàng hóa trên có tổng giá trị hơn 410 triệu đồng nhưng không có hóa đơn chứng từ kèm theo, nên đội quản lý thị trường số 1 đã tạm giữ số hàng hóa nhập lậu để xử lý. Ngoài việc ra quyết định xử phạt tài xế Trần Xuân Hậu số tiền 90 triệu đồng, toàn bộ hàng hóa nhập lậu nói trên cũng bị tịch thu để xử lý theo quy định pháp luật.